Tiếp theo, ta tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, mẫu 03 thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì kế toán là 2018, tờ khai lần đầu. Chúng ta tiến hành kê khai trên mẫu 031A. Và mẫu tờ khai này phần mềm sẽ tự động tính. Phụ lục 03 này chúng ta dựa vào kết quả kinh doanh mà chúng ta đã tạo được từ phần mềm 1A.